Ok, hello Mùi Nhan. Thì để làm sao để thay đổi nhân vật nam và nhân vật nữ trong BOG? Thì hồi trước á, thì chúng ta vào Avatar nó có thay đổi. Bây giờ vô Avatar thì nó chỉ có thể thay đổi được danh hiệu với màu cờ thôi, với ảnh thôi. Nó không có thay đổi được nhân vật nam nữ. Để thay đổi được nhân vật nam nữ, các bạn vào photo, các bạn vào đổi nhân vật. Đây mình xài nhân vật mặc định, các bạn muốn đổi với nhân vật nam thì sử dụng Victory vậy đó. Đó là rất là đơn giản. Các bạn cứ vào kho đồ nhân vật, không thay đổi diện mạo vào đây. Nói vậy nam nữ vào đây nè, thì mình chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn video sau.